Chào mừng anh em quay trở lại kênh nhé. Hôm nay mình giới thiệu anh em một cái camera hành trình nhé, dùng cho anh em đi phượt hoặc là đi để gắn lên xe ô tô cũng được. Cái này là chống nước của hãng Enken phiên bản 2.0, Enken H9R. Cái loại này này, hộp nguyên hộp như này này. Mình cũng vừa mới nắp ra, mình xài thử, xài để biết công dụng của nó thì giới thiệu cho anh em xem á. Đó, hộp như vậy này. Đây là mua về tặng nó y như vậy này. Đó. Xong nó mở ra. Đây là những cái vỏ này nó chống 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 nước á. Đây, nguyên hộp của nó như này này. Lấy cho anh em xem nhé. Thấy ra rất dễ, ở bên trong là chẳng có cái gì đâu. Đó. Đây, đây là cái vỏ chống nước này. Đó. Bậy cái này lên này. Mở ra. Đó. Đó, cái này quay được dưới nước nha các bạn. Đây. Thấy không? Cục nhỏ xíu này. Đó. Tí nữa mình sẽ quay cho xem chất lượng hình ảnh như nào nhé. Đây ở ngoài nó ghi nè, 4K này. Của hãng Enken này, Ultra HD này. 4K nhưng mà chắc 4K này nó không 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 được như máy ảnh chuyên dụng đâu. Không như máy quay chuyên dụng đâu, bởi vì nó trông như vậy thôi, nhỏ gọn này, nhưng mà chất lượng nó cũng chung nó không được sắc nét đâu, chỉ phần nào thôi. Đó. Rồi, cách sử dụng thì cũng không có gì là khó cả, các bạn nhìn vào hình các bạn có thể biết được sơ sơ rồi. Đây này. Đó, cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng đó. Đây là một số nước cơ bản này. Đó. Cơ bản nó chỉ cho máy này. Rồi nguồn sạc này, đèn sáng của nguồn sạc này. Đó. Rồi microphone này. Micro slot này. SD á, tức là cái thẻ gắn thẻ đó. USB này. HDMI này. Ống gậy len này. Nút nguồn bật tắt này. Đây. Đây là cái ống kính đây này. Đó, đây là nút nguồn này, nút nguồn đằng trước này, bật tắt này. Nhấn thì nó mở này. Giữ đi nó mở này như này. Đó. Giữ đi nó mở. Giờ bắt đầu nhấn vào cái nút này, nó vẫn nhấn vào nút này nhé. Chuyển qua này. Đó, nó thành chụp hình này. Đây là nhấn chuột nút chụp này. Đó, nhấn qua một cái nữa này. Chuyển qua chụp liên tiếp này, nhấn qua cái nữa này. Đó, cũng chụp ảnh hẹn giờ này, nhấn qua cái nữa này là cài đặt. Đó. Đó, nhấn vào chỗ cài đặt này. Đó, video này đây, bên hông này chỉnh lên xuống này. Nè. Đó, lên xuống này. Lên xuống rồi các bạn phải chỉnh vào đây, để chỉnh như cái gì thì chỉnh nhé. Đó, xong nó ra ngoài này. Nhấn thoát ra ngoài này. Đó, chọn đây. Đó, thấy không? Thoát ra ngoài này. Nếu mà muốn tắt thì cũng giữ nguyên lúc này. Lúc đầu tiên này tắt. Rồi, nó tắt thì đã, thấy không? Dễ lắm. Đây. Đây là cái đựng pin này, đây cái nút cắm thẻ nhớ đây, gắn thẻ nhớ đây này. Này HDMI này, này nó sạc với cả nút dây tín hiệu, dây dữ liệu đó, nó sạc cái dữ liệu này. Đó, gắn vào đây này.
Đó, nhìn khá đơn giản thôi, dễ sử dụng lắm. Rồi còn cái này, cái này giống như một cái, đây là cái nó cho cái dự phòng nữa này. Đây là cái dây này, dây này giống như dây đeo này. Đây cái này là để gắn vào xe đạp hay là gắn vào cái đầu xe máy đó. Đó. Đây, sạc đây. Đó, sạc này đây. Cái này là đều điều khiển này. Điều khiển đeo tay á, đeo tay mình điều khiển á. Những cái đồng hồ đeo tay á. Đó. Giờ mình bật lên mình điều khiển thử ha. Đó, đây là quay, đây là chụp hình này, đây là quay phim này, bấm này. Đó, chụp hình nó theo. Bấm là đèn nó sáng này. Đây là chỗ quay phim này, đây là chụp hình này. Đó, bấm chụp hình này. Đó, mình đeo vào tay đó. Đây là được là mình điều khiển nó ở tay á. Chứ không cần phải thò tay lên đầu bấm, hiểu không? Ví dụ mình mà các bạn đeo ở trên đầu hay là để đâu xa xa các bạn điều khiển ở tay này. Dây đeo nó này. Đó. Cái bên hông này là kết nối với wifi này. Các bạn bật lên. Bật lên sau đó vào vào trong 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 điện thoại á. Cái cửa hàng Play hay Google Play á hoặc là Apple Store là các bạn tải về. Tải cái phần mềm của nó đây này, nó có ở trong cái cuốn sách hướng dẫn á, đây. Dễ lắm. Phần mềm tên là gì đây? Phần mềm là EZS iCam á, nó tải cái đó về rồi bắt đầu nó nhấn nút này này, kết nối wifi. À, nó bật lên là nó hiển thị là kết nối wifi. À, các bạn làm theo đó rất dễ. Để điều khiển trên điện thoại được luôn. Đó. Một số chân của nó này. Gắn vào cái máy đây, mình gắn lại cho các bạn xem nào. Các bạn tháo cái chân này ra này này, nó có nhiều cái nắp này, nói chung là các bạn về các bạn tùy vào mục đích sử dụng của từng người, đó các bạn làm nào cũng được. Đây. Chốt đây gắn vào này, dễ đấy. Đây, hơi lệch cho nó không vào đây. Đó, thấy không? Rồi xong rồi đó, đây cái này để cái càng xe, thấy không, càng xe đạp hay là xe gì đó, tháo nó ra này để này. Cái ống ở đây này, đó đây hoặc ở đây này, không còn có cái này nữa này, đó cái cổ xoay này, đó, các bạn tháo camera cho nắp vào đây rồi nó gắn cái cổ xoay này này. Đó, thì các bạn để xoay qua xoay lại rồi để vào cái càng xe máy hay xe đạp đều được hết, gắn vào mũ bảo hiểm cũng được luôn. Đó. Đó, đây, cái này các bạn trúng xuống nước quay vô tư luôn, đây nó có cái nắp bảo vệ này. Đó, quay trên nước được luôn, rất là tiện dụng. Đây mở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem ha. Đó, chất lượng như vậy đó. Nói chung là chất lượng thì nó không được được sắc nét như là mấy cái máy quay hay là cái điện thoại xịn đâu. Đó, chất lượng chỉ gọi là tạm tạm, nó ghi là 4K vậy chứ chất lượng chắc không được như 4K thật đâu. 4K thật nó nét mịn luôn á, nó siêu nét luôn á, chứ con này 4K này thì chắc là nó được phần nào thôi, nó ghi vậy thôi chứ làm sao chất lượng được 4K được, phải không các bạn? Đó. Nhưng mà thế này nó cũng cũng từ chất lượng tương đối là khá nhỏ gọn.
tiện dụng đó cho bạn nào đi phượt, đi du lịch, đi đâu đó, đi cắm này lên chơi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị. Rồi quay thử cho anh em xem nhé. Đó, thấy không? Đây là dây sạc này, dây sạc, dây cắm nguồn này. Các bạn đi thì nếu mà các bạn đi du lịch thì các bạn mua thêm một cái pin nữa, pin dự phòng á, để khi hết thì mình thay vào được. Nó đỡ thì đấy. Nó hộp này, lấy bữa giấy mua rồi. Cái máy này bao nhiêu nhỉ? Đây. 1.141.000. Đấy là mình mua cả cục pin dự phòng á. Nó có hai cục pin dự phòng á. Rồi, video đến đây là hết rồi nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.